Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông. Sáng nay, trao đổi với phóng viên báo Lao động, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đêm qua và sáng nay tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Phủ Yên và thành phố Sơn La đã có mưa rất to gây sạt lở ta luy, hư hỏng nhiều công trình đường bộ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 10 giờ sáng nay, sụt ta luy dương, sa bồi khoảng 249 vị trí, tổng khối lượng 5.607 mét khối, sụt âm 6 vị trí, tổng chiều dài 63 mét, ngập nước 6 vị trí, tổng 450 mét, hư hỏng 17 công trình cầu, cống. Cụ thể, mưa lớn đã gây sạt lở tại các vị trí km 9+400 quốc lộ 6C thuộc địa bàn Tà Làng, xã Cò Nòi, km 12+250 quốc lộ 6C Kim Trung, xã Lao Khô, km 402+700 quốc lộ 37, km 99+225 quốc lộ 279D, km 19+940 DT102 bản Trường Hinh, xã Xuân Nha. Bên cạnh đó, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu tại các vị trí km 12+340 và km 26+900 quốc lộ 6C thuộc bản Tà Làng, xã Cò Nòi, km 385+550 quốc lộ 37, km 41+550 quốc lộ 4G, km 6+900 đường tỉnh 109 và km 39+060 đường tỉnh 115 quốc lộ 4G, cửa khẩu Trường Khương, nước lũ lớn ngập mặt tràn. Hiện các đơn vị đã bố trí máy lực lượng tại các vị trí ách tắc để tổ chức bảo đảm giao thông. Đối với vị trí ngập úng km 12+340, km 26+900 quốc lộ 6C thuộc bản Tà Làng, xã Cò Nòi, km 385+550 quốc lộ 37, km 41+550 quốc lộ 4G, km 39+060 DT115 quốc lộ 4G cửa khẩu Trường Khương, đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức giao thông, bố trí máy khơi thông rãnh, cắm biển cảnh báo phân luồng giao thông. Hoàn lưu bão số 2 khiến 3 người tử vong và nhiều người mất tích. Hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, đã có 4 người thiệt mạng, nhiều người mất tích. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 12 giờ ngày hôm qua, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn, gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, thiên tai đã khiến 4 người chết, nhiều người mất tích. Trong đó, tại Lào Cai, 2 người bị cuốn trôi khi đi qua đập tràn. Tại Hòa Bình có 3 người chết và 2 người mất tích. Tại Phú Thọ, chiều hôm trước, huyện Thanh Sơn có 1 người bị lũ cuốn khi đi qua tràn. Hiện lực lượng chức năng và địa phương đang xác minh thông tin. Mưa lớn cũng gây ách tắc giao thông. Cụ thể, tại Sơn La, mưa lớn đã làm sạt trượt đất đá từ ta luy dương xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 101 và 114 ở khu vực xã Tô Múa, huyện Vân Hồ và xã Tường Tiến, huyện Phú Yên. Các đơn vị thi công đã huy động nhân lực vật lực đến hiện trường, nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông cho người và phương tiện qua lại. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, tại địa phương này đã xảy ra sạt lở kè Quang Hưng dài 60m, sâu 1-3m, tương ứng từ K4+420, từ K4+710, đê tả Văn Úc, xã Quang Trung, huyện An Lão. Địa phương đã tổ chức khoanh vùng sạt lở, cắm biển cảnh báo. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các sông suối thuộc các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 2-4m, hạ lưu từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Các sông nhỏ ở Thanh Hóa lên mức báo động 1, mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp, các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Thưa quý vị, dù bão đã suy yếu thành áp thấp nhưng vẫn gây ra mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc. Các tỉnh phía Bắc chịu nhiều thiệt hại, vẫn còn hàng trăm hộ dân bị cô lập. Do hoàn lưu bão số 3, nhiều địa phương phía Bắc đã ghi nhận những thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc.
Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là huyện Tiên Yên. Đến chiều nay vẫn còn hàng trăm hộ dân ở đây bị cô lập. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời toàn bộ 600 hộ bị ngập đến nơi khô ráo an toàn. Huyện đang khắc phục hai điểm sạt lở và nối lại giao thông một số tuyến đường bị chia cắt. Toàn huyện có trên 400 hecta lúa, cây lâm nghiệp và một số diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng. Bão số 3 cũng đã gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tại tỉnh Phú Thọ. Lượng mưa có điểm lên tới hơn 150 mm. Tại một số huyện vùng núi như Tân Sơn, Thanh Sơn, nước từ thượng nguồn đổ về gây lũ ống, lũ quét, các tràn nước chảy xiết, có nơi ngập trên 1 mét, sạt trượt bờ ngòi, sạt lở đất và đường bê tông dân sinh tại một số địa phương, nhiều vị trí mặt đường hư hỏng. Còn tại Sơn La, mưa do hoàn lưu bão kết hợp với lũ từ đầu nguồn dồn về đã cuốn toàn bộ cống thoát nước Bản Hốc, xã Nậm Păm. Tuyến đường Nậm Păm đi Ngọc Chiến, huyện Mường La bị chia cắt hai đầu. Chính quyền địa phương đã cử người ứng trực tại khu vực này, đồng thời cắm biển căng dây cấm người dân đi qua khu vực này. Tuy mưa đã ngớt nhưng lượng nước trên các sông suối nhỏ đang đổ về, chảy xiết, nguy cơ sạt lở là rất lớn. Để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới và khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 3 gây ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động ứng phó bão và gió mạnh. Trong đó tập trung triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Các tỉnh, thành phố kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ đầu giờ. Các địa phương sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao, nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Các địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, hệ thống đê điều, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, hồ thủy lợi và trọng điểm đê điều xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Quý vị thân mến, hiện nay các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão đang khẩn trương khắc phục tình trạng ngập cục bộ do hoàn lưu bão số 3. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại các địa phương, tính đến 8 giờ ngày hôm nay, hoàn lưu bão số 3 đã làm ngập cục bộ tại một số nơi, sạt lở cục bộ 10 điểm. Khoảng 50 cây xanh trên một số tuyến phố của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị gãy đổ. Tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh có hơn 120 cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến phố, ngập khoảng 14 hecta lúa màu, ngập cục bộ khu vực Hải Hòa. Hoàn lưu bão số 3 đã gây ngập cục bộ một số tuyến phố tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Mưa to, hiện nước đang rút dần. Trên địa bàn làng Đê Sơ, xã Lam Mê, huyện Chư Prông, Gia Lai, mưa to và dông sét đã làm hai người chết do bị sét đánh. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương tại tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng để lo hậu sự. Đối với các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3, hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục rà soát tình hình, tổ chức khắc phục hậu quả mưa bão, thông các cống rãnh để nước thoát nhanh, đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục các điểm sạt lở, tránh ách tắc giao thông, đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến của áp thấp, mưa lớn, lũ, sạt lở đất để triển khai các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện và điều kiện ứng phó, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới và khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 3 gây ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện số 750 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với động đất, công điện số 26 của Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về việc triển khai ứng phó với bão, công điện số 27 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.
Công điện số 28 gửi các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Lạng Sơn và các bộ ngành để chủ động ứng phó bão với gió mạnh, trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Các tỉnh, thành phố kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Các địa phương sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao, nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch. Phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên sông trong phạm vi bảo vệ đê điều, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Các địa phương chỉ đạo kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, hệ thống đê điều, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, hồ thủy lợi và trọng điểm đê điều xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, sét, động đất và ngập úng cục bộ để người dân biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thí xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.